Chào các bạn, trong video này thầy gửi đến bạn một câu được trích trong sách khoa học tự nhiên lớp 8, chủ đề về nồng độ. Đề như sau. Trong 200 ml dung dịch có hòa tan 16 g NaOH. Yêu cầu chúng ta là tính nồng độ mol của dung dịch. Nồng độ mol đơn vị là m hoặc là mol trên lít. Như vậy đây chúng ta sẽ bỏ hai đáp án sai là câu D và câu B. B nó là nồng độ phần trăm. Ở đây để cho chúng ta đó là gì? Để cho này. Đây là cho thể tích dung dịch NaOH là bằng 200 ml. Đây mình đổi sang thì nó tương ứng với 0,2 lít. Người ta cho chúng ta khối lượng chất tan NaOH là bằng 16 gram. Yêu cầu chúng ta là tính nồng độ mol của NaOH. Như vậy bài này chúng ta sẽ làm như sau. Để tính nồng độ mol của NaOH thì chắc chắn em dùng công thức nồng độ mol. Theo công thức đó sẽ lấy mol chia cho thể tích dung dịch. Thể tích chúng ta đã có là 0,2. Như vậy để tính được nồng độ mol thì em cần phải đi tính số mol NaOH. Mà để tính được mol NaOH thì chúng ta dựa vào chu kỳ người ta cho chúng ta là 16 gram chất tan NaOH. Như vậy mol NaOH bây giờ chúng ta sử dụng công thức đó là lấy khối lượng chất tan NaOH chia cho khối lượng mol NaOH. Khối lượng chất tan đề bài cho là 16. Khối lượng mol NaOH natri 23 oxy 16H1. Bây giờ chúng ta sẽ tính. Đầu tiên em tính số mol, lấy 16 chia cho 23 cộng 16 cộng cho 1. Đây bằng 0,4 mol. Khi đó em thế vào biểu thức tính nồng độ mol. Mà bây giờ là 0,4. 0,4 mà chia cho 0,2 thì đây nó bằng 2. Như vậy câu đúng ở đây mình chọn là câu C. Và theo đánh giá của thầy thì đây là một câu hỏi dễ em nha. Câu này không khó. Có một chút là bạn có hiểu được công thức tính nồng độ mol hay không? Nồng độ mol là bằng mol chia cho thể tích. Thể tích có rồi, như vậy chỉ cần tính được mol là xong. Mà muốn tính mol khi để cho khối lượng chất tan thì chúng ta lấy khối lượng chia cho khối lượng mol thế thôi.